Mì chào toàn thể quý cô bác và anh chị. Chào mừng mọi người đến với nội dung tiếp theo trên kênh của Quái La Linh. Chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Cô bác ơi, chúng ta lại gặp nhau tại nhà của hai mẹ con cô Cầu rồi. Cô Cầu bị mù ý ạ. Ngày hôm nay chúng em là có mang quà của Tổng xem nào. Tổng là có 4 mạnh thường quân, quà của 4 mạnh thường quân ạ. Đây là quà của cô Hương ở Đà Nẵng này. Đấy, đây cô có gửi cho hai mẹ con. Và đây là túi quần áo của cô Oanh ở Hà Nội là cô có gửi lên cho hai mẹ con. Và đây là thùng quà của anh Bình ở Biên Hòa, Đồng Nai gửi. Và đây là quà của chú Khôi. Chú Khôi là chú có gửi cho vợ chồng em gói 1 triệu là chú có dặn vợ chồng em gói là mua gạo này, mua thịt, thức ăn. Thì hôm nay là vợ chồng em gói là mua 29 cân gạo. Thì 14.000 một cân là nhiêu ta? Anh tính với em. Đây mọi cái chi tiêu ngày hôm nay của chú Khôi em có sẽ để ở góc màn hình đây ạ. 406.000 thì em có mua là 4 cân nhân với lại 130.000 một cân là 520.000. Anh nhân cho em xem được không ạ? 4 cân. 520. Omo thì hai gói là 80.000. Cái tổng là 1.009.000 nhỉ. Đây. Từ. Ui, cái này nặng phết nhỉ. Ôi. Ui. Đây. Đây để em ăn cho anh. À nhà em Đán đang trồng rau rồi à, chuẩn bị trồng rau rồi. Đây. Chờ em nhá. Cô Cầu ơi. Em bê chị. Thế bê cái hộp này cho chị ơi. Dạ. Vâng. Đán mở điện lên cho sáng, mở điện lên. Thường trời rét rồi chị đi bộ từ dưới kia đây nè. Nóng hết cả người. Toát mồ hôi. Em cứ để chị tự nhiên. Xem nào. Anh còn chuyến nào nữa không ạ? Vâng. Nóng quá. Nóng ấy. Thịt nữa. Xách được không? Omo. Này, trước khi mà vợ chồng em có từ nhà đi ạ, thì mặt trời vẫn còn nắng. Lên đến đây là trời chuẩn bị tắt nắng rồi. Nặng lắm. Ủa, nặng lắm nhá. Nặng lắm cô ạ. Đây mà đây còn nữa cô ơi. Nữa. Đây cô bà cảm ơn con gái. Còn nữa cô ạ, cô sờ nữa, còn nữa. Bên cạnh. Bên này nữa. Còn nữa cô ơi. Bên này nữa. Này, cái này chắc cô đoán ra là gạo nhỉ, cô sơ sơ ấy.
Chu, chu là gạo à? Thế tiếng dân tộc Dao bọn chị chu là thông. Mẹ lấy cái gì? Em bảo đi. Mẹ biết là cái gì không? Mẹ bảo cái gì? Không biết. Hôm nay là cô không đoán được các món quà rồi. Ờ, dạ không có gì đâu ạ. Ghế đâu hết rồi. Đây, đây, đây. Đây, cho mẹ ngồi ghế. Ngồi đây, em cho mẹ ngồi đây đi. Đây, nên, đây, mẹ ngồi đây. Cô cơ. Hôm nay... Hỏi xem là mẹ còn đau bụng không? À, bây giờ là một tôm thì chuẩn nó cho mình gì? Hôm nay thì chuẩn nó. Hả? À, tức là hôm nay em đi mua thuốc với gì? Mua thuốc là mẹ đỡ rồi. Hôm nay có đi đâu làm gì không? À, nhổ sắn à? Nhổ sắn cho ai hay hay của nhà? À, trả công. Ô, cái này là cây lá gì đây? Là vừng. À, cây vừng đấy á? À, thơm quá. Đúng rồi. Trên đàn không biết cây vừng là cây gì đâu. À. Bây giờ là không đợi mọi người chần chừ lâu nữa, giờ mình bóc quà nha. Bây giờ thì mở cái này trước nhá. Bảo mẹ là này, cái này là đây cô, này cái này là 4 cân thịt. 4 cân thịt lợn mua. Vâng. Hôm nay là mua thịt lợn trắng. Hôm nay là không phải là ngày chợ nên là không có thịt lợn đen. Còn cái này là Omo. Omo để hai mẹ con giặt quần áo. Chị mua 2 gói to. Đây. Đây cái này vừa giặt. Bây giờ thì mình mở cái này nha cô. Đây. Đây để con cất cái này cho. Đây. Cho con ra. Cái này là của anh Bình. Đây. Đây là găng tay. Găng tay cho em đán đi đi nhổ sắn. Đi nhổ sắn nhá. Mỗi làm lương. Cái này là đây đây đây. Ờ, mình như ấy. Mình như là sữa đúng không? À, biết không biết. Đây là sữa này. Vinamilk ngôi sao phương nam này. Mama pla tấn ở. Dạ. Đây anh ạ, đây sữa. Mama pla chả ăn mà bữa ăn từ má mình nhỏ. Mẹ bảo gì hả đán? Mẹ bảo là sữa. À, đây. Ở đây có một hộp, hai hộp này. Ờ, trời ơi, ô, cô đang đếm đây. Để cho hai mẹ con uống nhá, uống dần nhá. Đây, này cô ơi. Hello, buổi sáng pha uống được. Bà mẹ là cái này là của anh Bình ở dưới Biên Hòa Đồng Nai, gửi cái này ở dưới miền Nam đi lên đấy, gửi lên đây, không phải của anh chị đâu. Đây, cái này là xúc xích. Cái này ăn được luôn. Ăn được luôn. Cái này là kẹo cho đám. Hai mẹ con ăn cũng được. Cái này là kẹo. Đây là cái xích kia hai mẹ con ăn. 19 kg. Đây còn cái này là đám biết là cái gì không? Tức là cái này mình muốn cho canh nó ngon ngọt đi thì mình cho một tí cái này vào. Em cho này thì không cần phải cho muối mì chính rồi. Cho mỗi cái này thôi. Cái này ăn nhà thì không cần đâu. Cái này là hạt lêm. Thế mẹ em hay ăn nhạc chỉ cần lấu mỗi cái này thôi. À, chị giờ không biết rồi, mẹ không biết cái này. Chị bao giờ nào nè. Bảo dịch với mẹ là cái này là ôi cái này là do bọn em vận chuyển là nó bị vỡ ra rồi này. Cái này bảo mẹ là cái này là cái gạo nếp ý. Nhưng mà họ làm theo kiểu họ chiên ra, sau ở đây có cả thịt này với lại hành này với một tí ớt nữa. Một tí mình sẽ bóc ăn thử. Đây. Đây, bảo mẹ là cái thùng này này, cái thùng này của cô Hương ở Đà Nẵng cô gửi. Đây, cô bỏ tay ra để bây giờ con bóc cái này. Đây, cái này là cô đóng gói cũng rất là cẩn thận. Cẩn thận, ấy tay giao tay cô nhá. Ok anh. Rồi.
bà mẹ bỏ tay ra nhé, không là dao rạch vào đấy. Rồi, em được dao kìa. Đây, có cả thư đây này. Ồ, anh ơi, thư của cô dài lắm. Đây này, hôm nay là... Đây, bảo mẹ là đây là thư. À, bây giờ là con gói sẽ đọc nha. Anh ơi, thư của cô đấy ạ. Hôm nay là đây để tí con đọc ra. Này, thư của cô rất là dài. Đây, cô ghi là Đà Nẵng ngày 19 tháng 10 2020. Thân gửi cháu gói. Từ Đà Nẵng ra ngoài đó phải qua hàng loạt các tỉnh Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đang bị ngập lụt. Không biết là giao thông có thuận lợi hay không. Nhưng cô gửi chút quà cho hai mẹ con, cháu Đán, gồm có quần áo, thức ăn, vân vân và các loại hạt giống rau. Là cô rang và chế biến sẵn rồi, chỉ việc lấy ra ăn. Cá khô cô định chế biến sẵn, nhưng ra đó không có tủ lạnh thì nhanh hư, nên con hướng dẫn cho cháu Đán làm. Quần áo thu đông con nói em Đán soạn ra cái nào của mẹ, cái nào của em thì dùng. Ở xa nên cô chỉ đoán được những cỡ thôi, cô không biết là có vừa không. Con hướng dẫn bà con đồ gia vị để trong hũ hoặc lọ không ấy, lấy ra thì dùng thìa múc cho đủ liều lượng chứ không để trong bao rồi rút ra, như vậy vừa không hợp vệ sinh, vừa không có đảm bảo. Cô rất là chu đáo nhỉ anh nhỉ. Đồ dùng của Mạnh Thường Quân gửi cho mẹ con nhà Đán, con đem ra từ từ cho họ, chứ nhà cửa tành toàn quá rồi lại sợ kẻ trộm là lấy mất. À, có quà cô gửi cho con có ghim sẵn ngoài bao bì đó, không biết con mặc có vừa không. Chút quà là tấm lòng của cô gửi cho hai mẹ con. Chúc hai mẹ con cháu Đán là mạnh khỏe, chúc vợ chồng con mạnh khỏe hạnh phúc. Chào vợ chồng con. Này, cô ký cả tên này. Đây, cô gửi ít hạt giống rau, nói là em Đán làm đất trồng rau nhé. À, theo này là cũng trùng hợp nhỉ. Đán làm đất rồi. Vâng. Bây giờ là em Đán dịch lại cho mẹ nhé. Tức là cái bức thư này gửi cho anh chị thì có bảo là này, cái thùng quà này của hai mẹ con ý thì gửi rất là xa. Đây, trải qua là trên là Huế này, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, là trải qua năm tỉnh này là đang ngập lụt rất là nhiều. Đấy, tức là nhà cửa của người dân ở dưới đấy là ngập lụt hết. Đấy, cho nên là không biết là họ không có nhà ở ấy, đường giao thông là có thuận lợi hay không, tức là đường đi không biết là có gặp khó khăn gì không. Đây, cô bảo này, cô gửi cho quần áo này, đấy, thức ăn này, lạc là trong này có cả lạc là cô đã rang sẵn rồi. Đấy, cô bảo cá khô cũng thấy là cô định nấu cho hai mẹ con, nhưng mà sợ là ở ngoài này mình không có tủ lạnh ý, cho nên sợ hỏng. Thế là chị sẽ hướng dẫn lại cái này. Trước là cô cũng có gửi cá khô cho chị một lần rồi. Đấy, cô còn gửi cả hạt rau cho em chồng nữa, hai mẹ con chồng nữa. Và cô còn nói với chị là như này, thì trên mình ý là cũng hay là kiểu là đồ gia vị mắm muối là không có bao giờ là có lọ nhỉ, có lọ riêng, là mình toàn rúm trong túi thôi, nhờ phải có lọ để cho vệ sinh ấy. Và cô cũng dặn em có nếu mà quá các bệnh thường quân cân nhiều quá thì mình chị vang dần dần thôi, không sợ nhà của hai mẹ con như này không có an toàn, sợ kẻ xấu là họ lấy đi. Đấy, bây giờ thì mình mở nhá. Đây xem này, cái này là của cháu có, cái này là của chị này, đây cô ghi hết này. Anh ơi, này có đủ các loại hạt giống rau luôn này. Rau gì đấy? Đây này, đây là rau xà lách này. À, xà lách, cái này trồng được lại. Xà lách lúm vàng này. Ô, cái này rau gì đấy, em lần đầu tiên nhìn thấy này. Rau tầm. Đấy, em nhìn thấy cái loại cây rau này bao giờ chưa? Chưa. Cái này là hạt giống tần ô này. Cái này là cà tím này. Cái này là rau dền. Đây, mà cho mẹ cầm. Đây là hạt giống rau cô ạ. Đây mình xem mùa nào trồng rau gì mình trồng đây em ạ. Không phải trồng một phát hết bằng đấy đâu. Đây là rau mùng tơi nữa này. Nhưng cái giống cà tím thì trồng được. Đúng rồi. Lành lành thì chắc xà lách. Trong này là gì đây?
Hạt giống đau rất là nhiều luôn nhỉ. Đây cho mẹ sờ. Cái này là cá khô. Cá khô ở dưới biển. Chứ không phải là cái cá khô mà trên mình có đâu. Trên mình không có cái này ấy. Cái này rửa sạch đi không phải rang lên đâu ạ. Cái này, anh ơi, à? Cô cũng có hạt nêm này, hạt nêm cô để sẵn trong lọ luôn này. Đây, có một lọ mì chính này. Ôi, cô chu đáo quá này. Có cả muôi luôn này, thìa luôn này. Đấy. Đây, đây để cá con bỏ ra đây cho cô. Đây hạt lọ gia vị nhá em nhá. Đây, cô rang lạc luôn này. Mẹ là cái này lạc là ăn được luôn. Đây, cái này cô cũng để trong lọ này. Đấy, lúc nào cho bà cơm nóng ăn ngon lắm này. Bà cơm nguội. Mẹ bảo sao hả đám? À, chín rồi, thơm nhỉ. Cô mở ra thơm lắm. Thơm ngon lắm này. Đây là cái. Lắp lại đi vợ. Đây đây, nắp chặt vào. Rồi. Trong này cũng là cá, đây cái loại cá này, cá bé bé. Tí chị sẽ hướng dẫn nha. Sốt đấy. Đó, cá đây. À, cũng cá. À, cá, cá. Cái này là cá cơm nhỉ anh nhỉ? Cá cơm. Con bỏ đây nhá. Đây, cô cần một lớp tí bóng. Đây, đây là quần áo của... Đây, còn cái thớt kìa. Đấy, dạ. Cái thớt ra. Ô. Ừ, thớt thái thì chín nhá. Ôi cái này thái rồi chín nhá. Ô, đây. Không được chặt đâu nhá, đán nhá, cái này chỉ thái thôi. Cái thớt anh chị hôm nọ mua thì chặt được. À đây là quần áo bộ này. Đấy quần áo bộ cái này cô mặc trong vừa này. Đây cho cô cầm. Ôi chà. Ôi tao rất chà tuyệt vời. Thật chỉ ha. Cái này như thế này, cái này em cầm. Cái này là một cái áo khoác len này. Ôi cái này ấm lắm ấy nhỉ. Đây. Rồi, hai mẹ con xem là ai mặc đẹp thì đúng rồi, mẹ mặc được cái nào thì mặc nhá. Này. Cái áo len này. Cái này chắc là em đoán mặc nhỉ. Đẹp. Không biết là hai mẹ con ai mặc nào đẹp thì lấy mặc kia thôi. À. Còn nguyên mát luôn này anh ạ. Cái này chắc cô mặc được á. Nhỉ. Còn áo ấm đấy, năm nay không sợ rét rồi. Áo có cổ. Áo len có cổ cao luôn. Ôi, quần áo đẹp quá. Đây, đều có cổ này. Cô gửi lên rất là nhiều đây. Cái này hai mẹ con này không có sợ rét rồi. Cái này thì nhìn đáng yêu nhỉ. Có cái trước này cho em đán mặc nhỉ. Cái này là áo cộc cho mùa hè. Bây giờ thì chưa rét lắm, mấy hôm nay trời nắng mình cũng có thể mặc được. Đấy. Cái này là áo cộc cô ạ. Đây còn nguyên mát luôn đây này cô này. Cũng là bộ, đồ bộ. Đồ đạc. Hai mẹ con xem ai mặc được cái gì mà. Cái này dính nhau nhỉ anh nhỉ. Chắc mình sẽ phải cắt giá đúng không? Và mẹ là đây, hai cái này thì gắn vào nhau ấy thì lúc mình sẽ cắt cái chỉ ấy đi. Đấy, áo rời ra bây giờ là một tí cắt luôn cô. Em đã cắt cho đi cô không có cắt được. Đây là một cái quần len này. Cái này là quần cô ạ. Áo đẹp quá. Đây, đa phần là cô biết là trên chúng em lạnh nhỉ, nên là cô toàn là mua áo có cổ hết nhỉ anh nhỉ. Đỡ lạnh. Đây, cái này là quần cho em hoặc mẹ mặc vừa thì cũng được. Đây, cái này là của cô Hương. Đây, bây giờ là còn của cô Oanh ấy. À, em có xem một nào. Cái này nhé. Nào, hai mẹ con lại xếp để đồ hộp đã. Tí nữa mình thử sau. Đây, cái này là của em có ấy. Cái này anh bảo cho quần áo nhiều này thì mình cứ mặc dần đấy em ạ. Cái nào mình mặc thôi thay sau.
Cô. Vừa đây anh ạ. Vừa luôn rồi. Ôi đẹp quá. Cả bộ quần áo bò luôn. Ôi, cái này áo khoác này. Ừ. Ôi, vừa luôn cô ạ. Đây. Đây có túi luôn. Ừ. Đẹp quá, con cảm ơn cô nhiều ạ. Cũng vừa luôn rồi. Vừa, chắc chắn là vừa. Ừ. Đẹp quá. Đây xem, cái này là một cái áo màu xanh. Hôm nào mình sẽ mặc. Ừ. Em có em ăn cất này. Cái này đán bỏ trên kia đi thì tối lúc nào ăn cũng được cả. Anh ơi, cái này là do quá trình vận chuyển thôi, bị rách một chút túi này. Đây là của cụ anh. Cẩn thận không xé quần áo nhá. Em giữ cho chị nhá. Hãy cắt bên này một tí này, cắt bên đấy quá thì nó lại đổ. Vâng. Đây thôi. Oh, bên này nữa. Mở bên này nữa. Bên này ạ. Ừ. Đừng có thể lấy quần áo nhá. Oh. Đẹp quá nhỉ, đây cho mẹ xem. Cái này có cái vest này, đán em mặc thử cái này xem. Mặc thử luôn. Đây có một túi. Ui. Ui. Đây. Cô anh Minh Hiệp. Hả? Hay thế nào? Cháu có ấy. Ừ. Đây. Nếu mà em mặc cái vest này thì cái áo trắng kia phải bỏ ra. Anh ơi, em không có quà này. Đây. Cô anh ở Minh Hiệp là rồi. Tặng cho con. Ôi con cảm ơn cô nhá. Là em có ai thích rồi. Thầy không có quà gì rồi. À, anh ơi, cô chú đáo lắm, trong này đồ lắm. Đây quần áo con. Đây đây quần áo con của hai mẹ con này. Đây. Ôi, cô chú đáo quá, đây cho mẹ sờ đi. À, còn mới thôi. Ôi toàn quần áo mới hết này. Quần áo mới luôn. Cả quần con áo con có hết. Đây. Đây, đây là quần. Cô chú đáo nhỉ anh à. Đây cái này là quần đấy. Để cho tay vào đây chờ. Đây là quần con. Ồ, có dầu gội, sữa tắm này. Sữa tắm, à cái này là dầu gội. Đây. Dầu gội, dầu này thơm lắm, rồi. Ăn xong. Cái này là, ồ, cái này chữ Trung Quốc này. Ừ. Quang, Quang Si ừ. À, Quảng Si, ở đâu? Quảng Châu này, ừ. Không biết cái này, ừ. Quang biết Trung Quốc. Này, cái này là hàng Quảng Châu anh ạ. Ừ. Này. Cái này ấm lắm này. Cô sờ xem ạ. À. Đây có cả mũ len nữa này. Nào thì mình hai mẹ con à. Ừ. Mình gấp lại nhá em nhá. Cái là mình dùng đến thì mình mặc bỏ ra. Không mình gấp lại không từ từ mình mặc được. Cái này là áo phông rộng. Đây bây giờ xếp lên đây đi. Cái này chật quá. Này. Này, cái này là cái này nó chỉ đán mặc thôi. Ô mặc đi chợ thích nhất rồi nhỉ. Đi chợ là xinh gái nhất rồi. Mặc này. Xinh gái nhất bản này. Ừ. Cái này đẹp quá anh ạ. Ừ. Này chắc đán rồi. Đán, đúng rồi, cái này đán mặc. Đán nhá, tha hồ toàn quần áo mới đấy. Chưa Tết đã có nhiều quần áo mới rồi. Chưa đến Tết nhỉ. Ừ. Ôi Tết mà không có bằng này ý anh ạ. Nhá.
đán mặc rồi. Nay mùa hè. Ê, đán mặc cả nhà đi lạc ruộng. Lạc ruộng thật rồi. Các làng suối đấy. Đang đi dọc cái cầu kia. Mẹ áo đen có cổ. Này, hầu như tất cả đều còn mới hết đấy anh ạ. Này đẹp quá. Áo đen này. Em bảo mẹ là nhiều quần áo lắm hôm nay ấy. Này chắc mùa hè mặc. Ừ, cái mùa hè mặc ạ. Nó nóng nóng mặc cũng được. Cái này chắc cũng đáng mặc nhiều. À, len cộc mùa hè. Mùa hè à? Nhiều quá này. Bây giờ em có ấy sẽ bóc của em có ấy ạ. Đây là quà của chị có ấy. Đó ạ. Cô anh là cô ở Minh Hiệp Hà Nội đây nhỉ. Ôi, áo trắng này. Ừ. Đẹp quá cô ạ. Hai cái, ba cái luôn. À, xanh. Vâng, cái này mùa hè mặc này. Áo có cổ này. Vừa em hết nhỉ. Cái nhỏ nhỏ này anh Thành không vừa rồi. Con áo con gái mà sao được. Cái áo màu tím. Hồng tím nhỉ. Trắng quá. Là... xanh áo rét áo ba lô đây. Em có ấy, có riêng áo ba lô chăng đây mặc thử nhá. Đây đẹp chưa anh. Nằm khóa đấy. Vâng. Mày em có thêm áo ba lô. Hai cô tặng hai áo ba lô. Hai lô chứ. Ôi cái này ấm, đi xe ấm thôi rồi ý. Như dép hai cánh tay hả? Ấm cơ thể là được rồi. Nằm khóa đấy à, cổ ấy. Điểm của chiếc áo anh đây. Đẹp chưa? Ôi túi sâu lắm anh ạ. Này điện thoại không có rơi. Quá. Này. Bây giờ. À anh ơi, đây là váy anh ạ. Khi cái váy với cái áo đấy là một bộ. Chứ là một set ấy nhỉ. À đấy. Cái này hôm nào đi chơi nhỉ. Hôm nào đi chơi mặc đẹp quá. Con cảm ơn cô Oanh nhiều ạ. Cái này chắc em mặc xong em không muốn cởi đâu, ấm lắm anh ạ. Và đổ ra cái ấy này, đổ ra cái bát, em lấy cái bát đây. Đổ đồ vào cái bát. Thơm nhỉ anh nhỉ? Anh có ngửi thấy không ạ? Có. Đây lấy con dao cậy cậy lên đi. Đấy, cái đũa em ơi, đũa cũng được, không cần thiết đâu. Đấy đũa này. Hôm nay hai mẹ con này qua là đây nhỉ. Chật luôn nhà rồi. Hôm nay qua chật nít nhà luôn nhỉ. Đấy, mẹ cầm mẹ ăn thử đi. Đán em ăn thử đi. Ngon lắm. À, ngon nhỉ, đây chị cũng thử nhỉ. Hàng cá. Còn vẫn còn giòn nguyên anh ạ. Anh thử một cái. Ngon quá cô ạ. Này có cơm ăn nữa, ngon quá. Ui cái này tốn cơm thôi rồi anh ạ. Ngon quá. À, để tối ăn cơm. Cái này
này, cái gạo nếp họ chiên giòn lên. Xong họ hút chân không. Cái này anh chị cũng được ăn rồi, anh Bình cũng gửi cho ấy. Đây. Ăn gọi là gì đã ăn? Tiếng người Mông ấy. Lẩm à? Đã ăn đi. Ồ. Giòn hết rồi. Ngon. Ngon thơm. Không biết họ làm kiểu gì mà ngon nhỉ? Hay là mẹ cái này làm bằng gạo nếp ấy. Họ chiên lên đấy. Giòn thế. Đã được ăn cái này bao giờ chưa? Chưa. Cái này là làm bằng thịt lợn. Em bán cái, ăn thử xem nào. Này cắn, lấy răng cắn ra. Đúng rồi. Đừng nuốt cái kiểu. Ấy ạ, lấy dao cắt, lấy dao cắt. Để chị cắt ra. Chị cắt vậy là tay là à, được. Đây. Đấy, em cứ đẩy đẩy lên đấy. Như mẹ kem... có biết đẩy không? Để xem nào. Mẹ không biết đẩy đâu, ăn bao giờ đâu. Cô đẩy từ dưới chân lên em ạ. Đấy. À, cô tưởng keo. Ăn ăn cô. Cô... À, mẹ cắn cắn. Cắn cắn. Từ từ thưởng thức này. À, đây là khổ nên chỉ là ngon quá. Mẹ bảo sao hả bán? Mẹ bảo là cái này chưa ăn bao giờ, chưa lắm. À, cái này chưa bao giờ thấy ngon quá. Em ăn bao giờ chưa? Chưa. Thật. À, thật đấy. Thật. Thật chưa ăn bao giờ. Ăn ngon quá. Cái này là mình ăn không, mình không phải chế biến gì hết em ạ. Cứ vậy ăn. Đây, ăn đi lúc nào đói ăn. Chị làm em nhá, đây là cái loại sữa này này. Hai mẹ con em biết cách lấy sữa ra chưa? Biết. Ừ, cái này là mình pha với lại. Chọc hai bên lỗ. Nước nóng. Đây. Hai bên góc, xong rồi lúc mình dùng không hết, xong mình lại lấy cái giấy sạch sạch ấy, hay cái ni lông ấy, xong mình lại bịt nó vào. Đấy. Cho nước pha nước nóng nhá. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy sữa đặc loại này đấy ạ. Trên mình thì toàn bán sữa ông thọ thôi, không có cái này. Trên này. Mọi người chắc đấy. Được chọn mua nhiều nhất ngôi sao Phương Nam Vinamilk. À, anh đưa cho em cái lọ này. Này, Đán ơi, chị bảo em này. Thì trong này thì đã có cái lọ này với lọ mì chính này. Thì cái gói mì chính này với lại cái gói này là em chưa phải bóc vội. Thì bao giờ mình ăn hết cái lọ này. Vậy hết sẽ dùng hết cái lọ mì chính này này. Thì mình mới bắt đầu là... Mình bóc cái này ra. Mình đổ vào nhá. Bổ đâu mình em lại buộc lại kia vào nhá. Trong này có cả muôi này, em nhìn thấy chưa? Có cái thìa để xúc nó ra này. Cái này em thấy. Này thấy chưa? Hả? Thì luộc mà nó chín đi thì mình dùng cái này thái nhá. Còn chặt thì mình dùng cái thớt kia. Thớt hoặc anh chị mua ấy. Đây chị hướng dẫn em nấu cái loại cá này. Mẹ lại còn nhiều quả quá. Quả là chất đầy nhà rồi nhỉ anh nhỉ. Cá này nhá, cá này sau khi mà em rửa sạch đi, xong rồi mình bắt đầu mình rán, cũng rán như cá khô bình thường, mình cũng cho, cái này không phải cho muối nữa đâu, mà em cho ít mì chính thôi, cho mình rán lên mình ăn. Nó cũng như cá khô bình thường cũng thế thôi mà. Này, cái này cũng thế này, này, cái túi này thì nhỏ hơn cũng thế, thì mình cũng rửa sạch đi, xong mình rán lên, xong mình ăn với cơm, đấy, mỗi lần là một chút thôi, không phải là một lần là nấu hết bằng này đâu, bằng này không có ăn kịp. Không kịp thì nó lại hỏng nhá. Đấy. Đán ơi bảo mẹ đây hôm nay anh chị mua cả gạo nữa. Cái này 29 cân gạo. Đây. Gạo mới đấy em ạ. Cái gạo mà hôm nọ hai mẹ con của hai mẹ con là cứng quá. Cứng quá. Hai mẹ con là cứ rúng rúng từng rúng gạo nhỉ. Sao để đến gạo. Bây giờ cất đồ nhỉ. Bây giờ cất kiểu gì nhỉ? Cái này nhỉ? Mà cho vào bao. Có bao không em? Có bao sạch không? Nhưng mà chắc là nhựa.
những cái lọ này chắc ở trên này nó để lên chỗ cái bệ này được này. Cái lọ này thì để đây, còn mì chính này, đấy cái gói hạt lên kia thì mình chân cất lên đã, vì nhà không sợ mất đấy nhỉ anh nhỉ? Cho hộp. Đây nhá, sữa thì ấy thì cứ để trên ga nhá. Lúc nào ăn thì hai mẹ con này lôi cầm mang xuống ăn nhá. Đấy, bỏ ra đụng khoảng 3 hộp gì đây cho hai mẹ con. Bây giờ thôi cái đồ ăn này nhanh thì cứ cho luôn đây cũng được. Xúc xích này, xúc xích thì mình có thể để dưới nhà được. Cá này, cá sợ có con mèo á. Mèo thì treo chỗ gác bếp đây. Đây quần áo con này là có hai loại nhá Đắn nhá. À, chị bảo này, cái này là của mẹ này, còn cái phần bên này là của em. Đây chắc phải để tạo dưới này cho cô Cầu dễ lấy nhỉ, còn lên gác là lục lại cũng khó phết. Cô lấy được mà. Để dưới ấy, sợ không chỗ nào để. Để cái áo khoác này cô mặc thường xuyên thì để dưới. Đâu cạo đám để đâu, để anh để cho. Cứ để trên gác hết à? Đây là cái hộp kẹo chắc để ở đây nhỉ anh nhỉ? Để đấy ẩm đấy. Ẩm nhỉ? Cứ để chết thì nên gác này. À cái đấy xúc xích thì để đấy. Cái kệ nhà em đá là chân ních vào đây. Là những cái đấy để trên gác đây. Đây có đưa anh để cho. Không, cứ để trong hộp đi. Cái này thì để cho hai mẹ con ăn nhỉ anh nhỉ? Cái đấy để lên trên. Để lên trên hết đấy ạ. Không, để trong hộp nhưng để lên trên. Đây. Cái phần nào mình dùng sau thì mình để xuống dưới. Đấy thì mình dễ lấy. Nào nào. Đây. Rồi. Thế bao quần áo này để đâu hả Đán? Chắc lại để trên này thôi. Đây, cho dễ lấy nhỉ. Bao quần áo này cho chị ở trên này thôi. Đây, có con mèo. Đây, có con mèo. Đây, bên này thì ấy quá. Bên này thì khói đen hết nhỉ anh nhỉ? Sấy luôn quần áo. Ôi. Đấy để đấy thôi cô Cầu dễ lấy. À đây hai mẹ con là đã đắp chăn rồi đây. Này không sợ lạnh rồi. Này, tại vì nãy là anh Thành chân bị chảy máu trắng à? Xô cả đá. À. Như vậy là ngày hôm nay thì vợ chồng em có là cũng đã chuyển lại những cái phần quà của các chú, các cô, các bác rồi. Đấy, thật sự là em có cũng không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn các cô, các bác là đã rất là quan tâm đến hai mẹ con em Đán. Và những cái món quà các cô gửi lên thật sự là rất là thiết thực và ý nghĩa với hai mẹ con. Đấy, các cô cũng thật sự quan tâm từ những cái nhỏ nhất này, từ những cái đồ dùng cá nhân cho đến quần áo này. Bây giờ thì hai mẹ con là không có lo quần áo mặc từ giờ đến Tết, thậm chí đến sang năm rồi. Đấy, em coi cũng cảm ơn là cô Hương với cô Oanh mà cũng có quà cho em có ấy. Thế hai mẹ con được nhận nhiều quà như này có muốn nói gì không? Hả? Em mà nói là cảm ơn thôi. Cảm ơn thôi. Không nói gì được nữa à? Có biết à? À tức là hai mẹ con là cũng không biết nói gì. Thật sự với anh Quái. Mấy câu cảm ơn. Mấy cảm ơn thật đấy nhỉ. Video ngày hôm nay cũng khá là dài rồi. Anh Quái cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm là đã luôn luôn là quan tâm đến hai mẹ con cô Cầu. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn là đồng hành cùng vợ chồng chúng em. Em có xin phép là kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo trên kênh của Quả Lali. Một trái ô. Hả? À, về bảo ngủ ở đây á. Để hôm nào con ngủ nhá, ở đây nhá. Chưa, 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 chư
mẹ bảo sang hà đám. Mẹ bảo là muộn rồi, nấu cơm để ăn. Thế rồi, thế tối nay là chúng em sẽ nấu cơm với lại nhà cô Cầu ở đây. Tại vì chắc là em đám chưa biết nấu cá nhỉ. Tối nay sẽ hướng dẫn nhé. Video này cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại quý cô bác ở video tiếp theo nha. Video tiếp theo chúng em sẽ nấu cơm ở đây với cô Cầu.